ខ្ញុំកណាសុំសាកសួរទៅព្រះអង្គគ្រូរំចន្ទ្រាតែម្ដងថាហេតុអ្វីបានជាដូនតាខ្មែរយើងយកពិធីបន់ក្នុងពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនធ្វើជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើងកណាសុំនួនព្រះអង្គគ្រូរំចន្ទ្រាសូមសម្រាប់ពុទ្ធដល់លោកគ្រូអ្នកចូលរួមអ្នកស្ដាប់ម្ដងទៀតអស់គ្នាយើងត្រូវសិក្សាអំពីមូលហេតុថាហេតុអីបានជាខ្មែរយើងយកពុទ្ធសាសនាទៅលាយឡំជាមួយនឹងប្រពៃណីរហូតដល់យើងឃើញថាភាពជាក់ស្ដែងក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងពុទ្ធសាសនាខ្លះហ្នឹងមិនអាចបែងចែកថាតើអ្វីទៅជាមេរៀននឹងពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដហើយអ្វីទៅជាទំនៀមខ្មែរហើយអ្វីទៅជាការផ្សំចូលគ្នារវាងធាតុទាំងពីរហ្នឹងគឺអត់ច្បាស់លាស់
ao tập biên bay này bọc mai nó cứ mai giờ còn qua tháng này chỉ phô đặt nà ao tập biên bay này ao tập biên cam bị thi na mùi bẹp con sát sát phô đặt nà cứ mai giờ vô tháng nó chỉ bay này mai giờ áp hiệp đại quát mình ai bay chạy đại sai ở trên vì kia nó mình sẽ bàn lo tham mùi nà chỉ mùi đấy coi chỉ hai mùi đấy để thôi ao bay này phô đặt nà nó gần liền chỉ mùi nó mai chỗ kia mỏng đại ở đây hai mình bên tập anh nó là dừng tiền đọc roman thiệt sắp ngày nó sẽ bây giờ pro man nhập pro đất của bạn ca trái đây làm đạp pro đất tầm đa anh ấy chỉ mua hai mùi kia đã đầu tài giờ đang giao pro đất na đang mua liền làm cho buôn bay đi khmer bây giờ mua hai tỷ bay đây xa tha đầu tài khmer dưới quạt mình trong ao pro đất na nó về là bột cho những pi về bạch pi sẽ tẹo rom bọc con khmer về bạch làm pi bột là nạp hiệp lòng chợ đã bọc con khmer rồi còn việc bắt làm pi bê khmer những ban chỉ dương khơi vị thi sa nông ca này nom con khmer đang ao màu xanh lanh bê này và bắt thọ bọc luôn cứ quạt tiền con khmer cho vật đồ bà tôi bây tham miền pê khắp phụ kê mình vô cái đời đồn tạ bọc khmer tay đặt đầy con khmer ao tầm pê khổ song ao group chặt tôm ao cho vật ao thoại bụng cùng bê ao sâu thọ tiền để phụ kê mình vô tham miền bây giờ rằng mấy trời thưa đang bay ấy cái đời và thấy phụ quạt prau vị thi bẹp nè rồi mình chọn ao con khmer đại ca đang chấm non dương nắng nắng sao mai to tới nắng via alia là bột thanh hà bị đáy này đôi chân này vì chia mù vì chia mù hai mùi để quạt tay tập chia diêm dầu phô đặt thanh nó ngồi trôn mùi bay đi vào và thoát bàn để chuộc nè một quạt chặt phô đặt thanh tới để lai tới bay này tới để lai tới con mai nó toát chào phô đặt thanh bạn đang chia mù hai chấm bon mùi tiết cứ quạt khai phô đặt thanh nó là bột âm pi bật tay mai dương tới con mai nó click vọt click và lệ ở rám đối với quân tây tại tiên do quân đất sáng cho nông cam vị thi nền này ao tại cam vị thi na cho đại công thay cam vị thi nước tây miền quân đất sáng tới lại nông phong trong cái na sông châu ruộng bản năng cho tục ở cả ao miền nẹt châu ruộng sinh sông châu ruộng bản năng đi chìm mồ hại đại khai dương tây tại tiên do quân đất sáng cho mồi quay đi vào bát thọ các bạn ơi nhung cái na lư đại đại tiền ở quân sơn bảo khang lộ miền bắc hà thế dương dùng cho ai chấm luôn nông ca su nom tại mà đoan tới trong cái đó mình vẫn dương toàn nên là cuối trăm luôn trong cái đó đưa bắt khang bong cái này chứ bạn đợi tiền cái này bong tru bỏ sai khi ông cái này sắp man tụi nó còn đang cả khang bong bị khang cái này slow tới cái này vậy tới ớt lứ tại cái này sắp khang bong tru chứ bạn cái này sắp bong tru bỏ sai mình trong cái này sắp man tụi nó tiền bong tru lệch lại thật tôn nâng hai bên chị cha bồ ra đưa cái đồn ta bao nhiêu nó dùng bột sạch sơn nó sạch chập mới được một bên này mà dương cái nào ông con trai bọn kêu sạc bọ sài dạng bọ bái chắc như cái nào sạc xua từ bọn kêu kêu sơ bộ mình là đá bọn kêu lư lư cái kêu khang sạc bọ đấy ông con lư lư chứ bọ lư đây cái nào đây bọ kêu chắc mà sạc xua sầm nốt tạm to mình to thành chết tao được quân sát nát ban chui ở dụng một chôn một chiếc bộ đội khmai dơ nữa nghĩa mà cha bảo rắm được một bay này khmai đau được biếp nè kêu mà chưa được gì khi một bay này khmai cũng có đồn tà chúng tôi bên lính ấy được cô na bằng guru lục biên sơn đi cam bánh bánh trắng rồi bánh bằng châu rôm sơn mùi phật sát na chúng thường mấy ao chụp bị chôn nữa ban tập tu ban đây của bên đi thì nên tập lõm luôn mình biên mua được than pi mua được than thì muối cứ mua được than để chế biến vỏ đà ràng mua được than thì pi cứ mua được than chế biến sả riền thay bên lính cái na ban xong ao đã đem nó thực tế lục dục chất chúng đã kết thêm tiết chỉ mỗi những ca lớn đồng ca của pin đi vào và thoa tầm nên tầm lõm đi tam sả lạt liền lấy những khơi con trai được bồi dưỡng công công thì thôi sẽ cảm thấy bị hài cứ là bay là bám vào pin đi kia để những không răng đi là tam sả lạt liền chân chân vì sả lạt liền cứ chụp nấy mới trọng khăn phần chân vì Phật sát sanh cứ chân vì Phật Đà Ra bởi vì thay chân vì Phật sát sanh còn thì chỉ từ đấy còn là chỉ ca lầm nứt nên mình chỉ ông bị bất tích được một năm thế con tay vợ đã ram thế để chỉ một thằng tầm khăn cha na lang với cô na bảo ngài dương miên pram phẩm mũi quan vợ con tay ta sẽ cảm thấy bảo vợ dương bàn cướp con thế nông ca phát đau lao nên đầm lấy để cái na lưỡi lang hàng đam chỉ bất thí nó còn nó ban chia chúng này đắn đấy tiền này để na tới chọc tới cái chọc tới chúng cam vẫn từng dul phong chân dul bị chốn đó môi chúng luôn vẫn dul hai mình châu luôn tiền mình trai ban chặt tôm nó nuông châu tới sao mai tôm nếp dương đấy nhưng mới mới cùng rõ để chặt tôm nó nuông cô nuông trai châu tôm vót ở ram đam bay thưa cái cá nó ập thì
miễn tại bọn chôm bọn châu chăn môi tết thì thêm miếng dụp chân châu thật đỏ có bàn tay không bọn đột tết này này sát na này quạt rán mình sơn miếng dụp chân châu thế chân chấm nói có tiện tin thì sai còn nào có ông cứu lực lại chắc bán là mình nhớ bảo pin đi từ liên tục lỗi chia tạo thành nhà này bỏ chết tại bốc môi phật sát na đã bày tin dụp bấy nên mà châu luôn chân nơi bây châu chăn lên là bay là ban bị chia phai đám bay ở dụp chân châu thật nồng quạt lên được nồng quạt còn tái dù dù thế là bây giờ bàm chìa bình khai đời xa thì ca trong ban nơi ca bò để trả rồi có xây định tôi trên vì cam thi là hồ tốt đó thế nào rộm vũng mình và bây này rộm vũng con và bây này nó không muốn cứ chỉ ca rộm vũng là biết mình nói tổng lấy cái lớn con là hiệp con là phải giao con là thò đối chỉ ca thương mình trâm trời chẳng bùi người đi phết đối chỉ ca sạp sổ ra không bị rôm lặn lặn, vấn đề không phải bên bọn nào bọn này, anh ấy cứ thắc bàn này thấy dương cay 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 này mũi ấy, chứ cái này dương phút đông và quay đi từ nên từ lo từ đã nâng bọn, từ lo ở cưới ông bị cứ đam để chết bởi chừng, cứ đam để bị đi bởi chừng, không ai cay, ta cay bọn tới chưa cay bằng hai pháp ông bị bắt, nên cái bằng phanh quân được thôi bằng Phật sasana dương từ vinh, ruột nông bọn mình cua miếng bay ở nông thế. Mình cua miên lũ ra, mình cua miên lũ rừng thai, mình cua miên lên nhạc bay, nhạc bay, là bay nhạc bám đây mình men chết đồng lanh đi bởi phụ bây nếp ở chết đồng thế. Chắc dù bởi chốn á, ai chú lũ trịp bởi Phật Sá-xá-ná bán, nếu bởi dương thua bởi thịt lên bởi con nạp áo lên lan thà, bởi bởi ní, nên Phật Sá-xá-ná nơi chú mỗi kia, chẳng bởi thịt Phật Sá-xá-ná miên bởi ní thì nụ, nế, miên bà bà thuần thì nụ, dù bởi chốn chô rốt, nụ dù bởi chốn, trời bán, chai đồng lê, tam bởi dễ, nây, sai rồi lại nếu căn Phật sát na ta ở chân chùa rùm vấn đề riêng từ đằng ta ở chân chùa rùm nông liệt nào là bay là bao bì ní tụng niệm từ lớp ta vẫn đăng tí đi coi chùa rùm nông chùa này để khai chùa đăng vì Phật sát na anh đang thực kết mối tiền thì chúng trong bán ấy vẫn tụ cập nhưng trong ba đời chùa chân riêng nữa ao tầm lai từ lớp Phật sát na có là biết quân thọ bảo bệ sa ba sám phật ao tầm lai vẫn tụ cập từ lớp ca thương quân o chân chùa nói như ca thương quân o từ một mốc cốt mũi dù chân ai thuê ban bảo vệ nát hai đây mình vừa vừa cả nô lẽ ba sáng bon cứ như cái ca sông khánh nâng bằng nâng bằng bát bạc chắc có một cái bạc thay nấy cái ca trầm trệ ấy ao thì dương vừa chân ban vấn tay trệ thì qua đà ram thì ao thì prap quan qua chiến nữa dục chân tụng đại ở tây chỉ mua lật hàng này ca cầm nát ở dù bị chân châu rồi luôn chúng này là bay là ban bảo vệ ní để cúp xong một phật sát na hai không bằng có lẽ cái nát ao và cái bạc là đồng quạt của ông bơi thằng nó vừa thua dương cả một lần đôi chi phẩm mục là thay với bán được miếng bơ sành chăng thay dương bằng hai bao bơ thôi dương bằng hai bán tay dương bằng hai là trời cái này dương bằng hai mình trời cứ như cả một lần thì bình anh nó mục đi thay bán được bán được lại này chân chồng nó để du về chân ai từ tour ban pi phật sát na tam địa để ca phật chi thọ na tam địa để ca chùa rùm chồng này đồng tiền bảo ram tam địa để ca ao đồng lai tam địa ở phụng đại nông ca kiêng cô cồn chồng quán việc bắt băng tràn đại cả hai đời phải chịu bản đi chân chính tới phần môn của mình ta vui chẳng mấy được việc đời chỗ nam đi tạm tuổi sinh nạn cả nà ông biết là bây giờ ban bộ đi nên đừng muốn lại bán vận tay dừng cắt bằng thói à ca prasara sờ băng bị che ấy nên lúc đừng muốn hay dừng không phân soát chi mấy ông đối tượng ông đang dối đằng thà muốn cứ chỉ lấy một đông để ban bộ thói bộ đi muốn cứ chỉ lấy một đông để quân thò mất cứ chỉ nét để một cái ban đây nét tương lai bằng lúc dụng đang được ông tôi lo lặng lặng chứ bây giờ ai vui chứng bán bây giờ thì mình ca rung chùm nay chùm vui đang rộng nay tòa rộng nay nó có chùa rung chùm vui chứ một thập lý thì hiên còn cà phê và chia cà phê chẳng thầy con tay mình ăn thì nhá nó ai vừa bây giờ khâu thiết tí một thập tăng tí cà phê là mấy người mình bình phiền con tay rộng nay bao giờ lúc đã bị dè mà cái nâng bọn nâng hay lúc đã từ ấy chân tới nó trời thế đấy không tiếc đấy, tôi bây giờ lúc mình tuân tin cái cà phê đó, tại mình tới không qua đàm biến sa biệt phật ấy chẳng thế, được cái cà phê trầm thế, nó to thật, con nào của ông nó rộp vị trí chỉ là sa phần na, đâm bay ở trong này để cà phê chỉ làm na chỉ dù kia chỉ định tam lúc nãy được châu luôn, tại một con mình châu luôn con mình ăn nhát ở dưới thừa thế, anh ấy chỉ phải nhà một tí, tại dưới ngọc rồng con không bị đòi vị na, bây giờ ở bên này cà phê rồi lấy mình phải nhà sầm khánh, thì cái con không bị nâng vì mình bán ao tổng lai tận đưa cả phải chung chung đồng bay áp bị vọt thế vận tải coi bay từ phương đẹp đa đôi chỉ cúp đồng thmo đôi chỉ lên bay bay khi nào được khi đôi chỉ prapran được kêu mình tô
đi phơi những cái đang khăng đôi chỉ phải nơi vây vây chúng nó để tiện tồn cả phá chạ học bị làm lại quân được thua sân được thua là bởi vì vây này chẳng chỉ buộc ná Phật sát sanh bạn có đó là vì vây nữa miền ca chết đang tràn na ta là dễ này ca bụng bua để mình miền bua tràn bua ấy tới cứ miền bua phật bua nín miền bua cắt thì nhu bua sang quân mãi ơi đôi chân ná đấy cái nam miền phật sầm nắng bạn câu pro nâng chạy pro cái bua sòng côn chắc cá bún ngay ấy được vừa chắc đám đang ở bị côn nó thốt đấy Phật sát sanh tôi bây chi không nắp đây cách hay ấy cái đó chứ có một tay bàn chắc đám bị côn nó để cáp hẹp đực chấn cái na kết tha Phật sát sanh dương cứ lo nè Phật sát sanh ngày ni cứ đó là mình đối tượng ở đằng bên số phe bị chạy trong cả cơn còn nắp luôn này chỉ để ao dùng lại từ lơ anh ta thấy anh nào để tháo cứ dư lòng bị cà phưng khuôn ánh đang bị sự đầy sốc để chúng ta chẳng cái này dù to tự tiết thả bởi dù bị chân đó nghe dù ở bàn dưới thì dù vệ này đi tên lúc có chỉ cả lúc bạc tức là thay để dù vệ này đi phóng đai đang bị sử dụng phụt sạc sản năng bởi dương mơ tức là lùng đoam đi vào phê ni tên nên tùm lót nghe thế nơi bê chô chân nằm bê chung dù vệ này đi bởi dương sử dụng phê thì không ai chờ nà thay lưng lên thay dù bị chân đi đại một bàn dịp vệ còn nơi phụt sạc sản được kia từ mươi trang tâm bó đà ràm dây chi chân chi ta chi dây dây tây quát bí lập sống sơ chân tây dây tây ta ta tích tì anh ấy có thật kết ứng bí lạc năng để phía rối đại hai đấy bàn chân như lạc năng chi chung lấy mươi chung khăn để dương tâm chân ná ôi dù bị chân dù bà dí dù sao mấy bàn chân ná cột tích hình dây dây tây quát chân chi ta ta tây quát cho nên mươi chết tiết tông chung mươi nâng và xong được ná bàn lưng được vẹn môn chân thả mấy bàn chi dù bị chân nó việc liệt trả ông bí phụ sát sản ác lá nốt đối xa tới trái bàn phụ nè để chàn với chúng nó luôn một bằng phai xăng một bằng phai xăng và thu ở biên quân được thôn ở trong chúng nó xăng ta bắt một cô tê để thu còn tại thu ở biên ca phát na phát này kết ông bí chúng này mình trầm trời thằng ngọt thế này dù kinh thà dương cua thì mình chức bạp đâm bây bằng bình cách còn nắp ở chức bạp đâm bây ở dù bị chân mưu khi ông bí nằm lại xong rồi bàn ó chức bạp nó gửi ấy tới cứ chấp bắp cà phê mình ao miếng bột cua khô khát từng ngọn nâu bột bột lạnh xăng cứ mến quán ao sắc ấy bột to bị sắc cua từ bên thiên ca chấp bắp luôn làm bay cũng ao kết thả ốt và xăng chăng và xăng chăng mấy này bột cua chăng chân thường miếng chấp bắp từng lõm miếng bị nấy miếng đã tụt toán ở bàn trầm trầy hay bằng hang cho xa tiền nặng có mọi chuyện từng lõm như thế ốt và xăng vọt đùng cho và xăng sốc đùng cho và xăng đình chơi vừa khổ như thế này chân bột sạch nát cứ chỉ sát na bỏ rót dương ma tự tu sửa cho mình thì thái dương ở bên nước ban ăn được quá thế ban tập rất thế ban dùng nó đồng nai nấy đồng lai để Phật sát na đó lòi nữa một thứ chỉ sẽ cần một phép nó dùng cùng thế hay mà sân chỉ ban sát na thọ ban vô thế nếu bây giờ dương ban vô chỉ một thi tức dương ai cũng đại ban nó còn nạp ông nó cứ thành chân bất quan từ vô đăng là nữ cứ mình ai cũng đại nữ ở cả đời này cách đại ban pi bồ tát nó ban ở thì chân cai chôn lấy sầm lấp nét từng lái mình bên tại du bị chôn thì cứ từng ngọc nĩ chân lục ta lục dây chân ông chỉ xong này cái đầu du từng ngọc nĩ ruộng đam bay ở bị chết thả ban du lúc ra tới ban thưa thì này tọ ban thưa hay ở ban paul hay ban paul nữa ở tới chỉ paul sầm ránh sầm lấp chiết sầm lấp chủng cung sầm lấp sát na bồi dưỡng anh ấy ban đây tha đồng ná vị vót nừng áp vị vót đỏ chiết lương để phật sát na bồi dưỡng này trong này dù bị chân dương mưa mình ban 50% thì bọn không cài dương hay không cài đằng không cài ăn vọt chỉ có thị tiết phòng sống bây giờ thay bằng cung của nạp bọn đằng thì dù bị chân đây là nạp bằng riêng rõ thay này bằng riêng tăng bị thay bằng cung đồ bằng riêng tăng bị phá bí bệnh tình đường đồ bằng riêng tăng bị riêng trăm nơi ở bây giờ đây chỉ cách hoạt xâm rạp đồ đại miên bằng xong đời thay cả nạp nó được chui bằng to chui bằng riêng chui bằng đâu vậy tới chia ai phao sầm lại muối ai ban chân bị sầm chân cả na pra nơi dục tình cả ní cứ bị sầm ấp rôm cùng cùng đó nó nặng cả na bị sầm gì đấy buồn nữa nè lúc ban thôi chân dương đôi chân ai ai cùng chạy được bọc nặng na nấy ban chạy ban đằng hay dương trong cái thật thái vua đã làm bỏ cái ban thôi nặng thế sẽ là riêng đôi tít ban thôi ban nặng thế bị sầm đôi tít miên tu nịt tít trời ban đó học cả tự kiên tự luộc tự ngon đã bị luộc chui cùng chỉ biết chui vô bị chôn nặng đại được thế, cái này chưa tha bị tách pi, sau đó riêng mỗi bên tôi sắm có vấn đề mình đã bán kết đồng bên đồng lại nặng thế, bởi dương đó đi không phải kết chỉ mỗi miếng thế, còn chờ cho ông nặng chạy,
hay cái nam mưa khơi chụp chân đời sơn la bảy nhá ở bảy nhá sa cái nam này cái vùng đây bằng yến đấy cái nam bán ốc rồng bán đắng cái che thay cung cái che cai quan thì gì cái che ai chân tay hay cái che sốt thò cái che cắn sơn pram ta bị chết thì cam đâu mà đã là bọc rú đại chi bất sản đại cái nam bên sạn sạn đã bị lục đại tuần thì cái nam mình ban để gì thay prai bất sản thì vẫn thấy ban đó là cả bậc tiên từ lâu đã bị lục khai luôn tới chỉ rú chỗ bị chia chúng phun một nung thành lai được chết bài khang được chết vì đã chết bài khang sân nếu cái bài khang đánh ai tới chuyện ná sai từ lời dương đại chi nè miền chi phần lưu chi phần tín bà nè bài khang cho lời ngất hay dương miền phương tín hay dương ngất lứ dương miền phương bồng lứ dương ngất bồng lứ biết vừa cái khai luôn tới vậy khai luôn tới chuyện này được ngất được chuyện gì nữa chứ một sân đã tham luôn ai mình ban kết học viên trong công tu tới thì nó thương mấy ở trong công tu tới chúng mình đánh ai từ tuổi ban được phần lưu nó chắc ban chi phần xong được thế nào cả ná miền tu này thì chốc xong tam vọt miền tu tí thế đôi chỉ phải cho năm chẳng nè nó là vì năng ở cả năng ta bỏ ra nó bồi dưỡng mấy phần xong lúc bạn mình muốn tự tam tè lúc vô phần lứ nữa tự tam tè tự pro tự prum nè pro tức hay là tam tè nó cái miếng đã tức thô đã tức môn pro ca đã tức op ở trên tới về của năm môn gì môn tự đắng lúc cần là lứ ở đây này sẽ mẹ pro nó pro ở kia tới hay môn tự tiên tới pro tiên tới anh đấy cả đằng này những cách chia phần lứ này của Phật giáo Sơn Na hỗ trợ nó cùng ôi dù bị chôn tôi ăn đắng ấy có sợ bài chết cho mũi chẳng bên trăm bài bạc cán bài là ban được vốn thế có vấn đề miên ca cho rú đại bạc xong lúc ấy thử bàn chẳng pram pon vọt pram của vui mơn ăn cho bạc sơn dịp bê nâng chẳng priết hay thử cái cả nâng ta viên kết nâng viên sở mai mới ta Phật giáo Sơn Na dừng rung rừng đi tiếng hay ca thử nâng ta dừng được bài thế miên trăm bài là bài thế có thể dừng thử đồng nai tới pháp tới nên muốn tới lại pháp rộm nâng lại biến thế bụng biến chiến tới pháp luôn đôi thông đa chiến tới tam lại chiến tới môn chân thầy nên chúng được biết chúng phải nít chia sẻ nông phố đây cái này bằng hai pháp công định đam mê du biệt chúng khơi dỗ che đăng ở phía Phật giáo Sơn Na tôi từ miền ca sầm tai đó là dỗ đăng ở khơi ở che được cái này trên bộ ở miền ca sầm tai ở vô tam này vô tam của phía đi cá du biệt chúng bảo bạn nhé tới an và trai bị đập du biệt chúng bảo bạn nhé để prom luôn luôn tới đập tới Sơn Na hai tai của con sọc sai tiếng ong nữa mong na được ông chẳng bao giờ mong phẩm bày mong quân mong bày dũng ta miên đã sắp bảo mang miên đã chưa luôn bảo mang bây giờ để thì sao mà lại tập làm thám à ta về na để dựng để hit để dựng đại trăm bây giờ để mua ai sắp bán nó vấn đề ai sắp bán chỉ là hay kỳ vô chất đặt bán mấy chẳng bà sân chi cái na ai cho nó phổ bán đang bây giờ dùng chuyện chuyện gì đấy cứ group bảo đà ram bảo cô na bảo ngay xong xong bảo na tới ប្រាំពាន់វត្តហ្នឹងប្រកែទៅតិចតួចស្វីដល់ប្រកែទៅឲ្យមានកម្មវិធីបើយុវជនចូលទៅវត្តតាមប្រពៃណីដូចព្រះអង្គគ្រូមានសង្ឃការកណ្ដាលនោះត្រូវណាត្រូវពេលដូនតាបើយើងបារម្ភបានលោកធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបន្តធ្វើកិច្ចការទៅហើយឲ្យកូនចៅយើងទៅវត្តហើយកុំទៅយកគ្រឿងស្រវឹងទៅតាមអូខេសុបាយនឹងវត្តហើយបកលក្ខណៈឲ្យកូនៗនឹងបានលេងបានសុបាយហើយអញ្ញាធោហើយគាត់ជួយការពារ បាទនឹងទៅលោកសង្គមយើងទៅមុខទៅទៀតសម័យទីមុខបើសិនជាប្រាំពាន់វត្តនឹងមានពេលចូលឆ្នាំមានលបែងបានប្រជាប្រិយកូនក្មេងលេងសប្បាយគ្មានស្រាគ្មានអីនិយាយញ៉ៃពេញនឹងវត្តនឹងទីនោះតើវាជាសុភមង្គលជាតម្លៃនៃពុទ្ធសាសនាយើងយ៉ាងម៉េចទីណាហើយគណៈគិតថាយើងគួរតែអាចធ្វើបានចំណុចទី2របស់គណៈនោះគឺសុភគុណណាព្រះអង្គនៅមុនពេលចូលឆ្នាំឬអីហ្នឹងធម្មតាយើងមានចម្រើនព្រះបរិទ្ធ តម្លៃរៀបស្័យដែលប្រទៀនទម្លាប់មកផ្នែកយើងតាមព្រំមិនសាសនាក្តីតាមពុទ្ធសាសនាក្តីប្រពៃណីក្តីគឺមានអញ្ចឹងបើសិនប្រកូនណាព្រះអង្គលោកនិមន្តដូចកណ្ដាលលើកឡើងដូចបរាណណោះបរាណឡើងរបស់យើងនេះកូនណាព្រះអង្គទៅប្រាំអង្គប្រមួយអង្គទៅជ្រុងនេះជ្រុងនោះហើយទៅប្រោះព្រំទឹកមុននឹងមិនបាញ់ទឹកទេបងណាប្រោះព្រំប្រោះព្រំទឹកមុននឹងបានទឹកមុននឹងបានគេយកទឹកមុននឹងទៅផ្សព្វផ្សាយទៅប្រោះព្រំឲ្យកូនចៅគេបន្តទ
đây đại đại chính vì bậc này chỉ là búa chia bậc cô đại chỉ làm một phép hai bán bằng pin cách đảm bảo ở trong ngọc kia nó khai kêu tôi chỉ là dư lượng vì phật sanh sanh dư lượng vì phật sanh chúc mẹ nghe phật sanh chúc mình tư vì phật sanh tao thật tiên chấp thả với được cái đại cần lo một lúc cứ chỉ bậc cô mình đền sanh chân tin một phật sanh sanh dư lượng riêng chân dư bậc chân riêng ai cho tôi ba tạm hiện đánh này khai ập rồng đẹp ba sáng bòn không phân phương phơi o hay chỉ cái cả cùng rò mới tiết cứ dụ bị chấn đăng làm việc cả
sát chỉ thọ đăng bị cả từng tinh thọ đăng ông bị đồng lai bị thọ lấy dương miên tích nhé bạn ơi rồi ta mà phê bị rồi còn bán đây dù bị chung để chết thọ ăn thọ rồi có từng tinh thọ rồi có sát chỉ thọ đặc luôn này bắt miên tê để xa ấy để xa cả vật khác để xa cả bằng khác để xa mà phim đang bay ở dù bị chung chết đăng nơi miên còn rất là lại là lấy dương non đi phân bảo phân bảo cả tui này cả thường bởi lõ ប្រងប្រកាសពូជនៃការយល់ដឹងអំពីព្រះសង្ឃឲ្យបានពិតប្រាកដប្រងប្រកាសពូជនៃការយល់ដឹងអំពីពុទ្ធិដែលបានចិញ្ចឹមពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យបានពិតប្រាកដកំណត់សំខាន់បំផុតធ្វើអំពើល្អនិងលះបាបសាងបុណ្យកុំបង្កើតបាបថ្មីកុំចាប់បាបចាស់អរគុណបងប្អូនពលគ្រូអរគុណច្រើនលោកគ្រូស្រាប់ប្រសាសន៍យ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទងនឹង យុវជនក៏ដូចជាពរដ្ឋយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាតកតងនឹងពុទ្ធ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 ពុទ
វាអាចទេទេព្រោះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺដើរតួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងពលគ្រូចូលរួមតែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងគេចាប់ដល់ពេលវេលារបស់យើងដើម្បីបើកឱកាសឲ្យអ្នកដែលមានសំណួរចង់សាកសួរទៅកាន់ថាវិក្មិនរយវិក្មិនអង្គណារូបណាអាចបើកមូតបានណាសូមប្រតិញ្ញានឹងអញ្ជើញសិក្ខាកម្មរបស់យើងបើមានសំណួរសូមខ្លះហានឡើងព្រោះថាមិនងាយណាស់បាទមុនតែអញ្ជើញសួរទៅអត់អីទេពលគ្រូពួកមិនងាយណាស់បានជួបព្រះខ្មិនគ្រូជីវិតខ្មិនបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបែបនេះទេអញ្ចឹងសូមលើកទៅគិតថាសកម្មភាពរបស់យើងមានសំណួរតើតូននៅកន្លែងណាស្មានគិតថាមិនអត់សំណួរទេប៉ះសិនបើស្ដាប់ប្រកបតែមានសំណួរដើម្បីសាកសួរអញ្ចឹងសូមខ្លះហានឡើងដើម្បីសាកសួរសំណួរ